cho tôi nói chuyện một chút. Dạ mọi người cứ lên cúng dường Tam Bảo, lên các chùa rồi mình cúng dường Phật Pháp Tăng ở cái chỗ mà kim thân của Phật ấy, rồi mình ước nguyện lên là cúng dường Tam Bảo. Còn các vị như thế nào thì đừng có quan tâm đến họ sai trái cái chuyện gì hết á, mình lên đó là mình có phước rồi. Nhưng mà con hỏi thầy là mình phải lên đó là mình bởi vì hắn có một cái công đức, có một cái là cái hòm ta bỏ tiền công đức của đó, rồi một số bộ phận con người thu trực tiếp, thì theo thầy thì đọc ở đâu là nó có tâm hơn phải thầy hay? Mình cứ có cái công đức á thì mình cứ bỏ công đức ở đó, công đức cho Tam Bảo tùy theo cái khả năng của mình. Là cái gieo duyên đó là để mình xả bỏ cái tâm của mình tham lam bọn chén, chứ mà mình đừng có mong rằng lên cúng cho ông này là được phước hay được cái gì hết á. Mình đừng có mong, mình nguyện cho là mình cúng dường cho Tam Bảo. Còn ai sử dụng cái đồng tiền đó mà đúng mục đích á thì họ được phước, được tốt đẹp, nhưng mà còn họ mà làm sai trái thì họ chịu nghiệp của họ. Thầy đừng có lo cái đấy. Đừng có lo là nói là giờ tôi cúng lên chùa như thế này, giờ họ như thế này, không biết mình có phước hay là mình có làm sai trái hay đúng gì không á. Nhưng mà mình nói là biết làm sao mà mình cúng dường hồi hướng Tam Bảo, Phật Pháp Tăng hộ trì cho thế, mong rằng những cái vị thầy đó họ có đức độ, họ tu hành thì họ hướng dẫn cho mình, họ hướng dẫn cho mọi người chúng sanh làm cái điều thiện, thì mình lúc nào cũng nghĩ cái điều tốt đẹp ấy. Nhưng mà mình thì cũng nghĩ nữa là không biết là có đúng như mình hay không, cái tâm nghi ngờ, mình không lo chuyện đấy nữa. Rồi mình, nhưng mà mình khi mình cúng dường, mình bố thí như thế, mình không mong rằng người này được phước hay được lợi gì cả. Mình không nghĩ như thế thì cái thành quả của mình nó mới có. Chứ mà mình nghĩ như thế rồi nó bất tịnh ấy, nên là mọi người đừng có lo, cứ có chùa chiền mà khả năng của mình nhé. Con có nghe nói là cái lên đó là cái cầu cho tất cả mọi người là tốt nhất. Dạ đúng rồi, cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, cho mọi người rồi những cái người nào đó mình lúc nào cũng mong rằng Phật Pháp Tăng hộ trì mình, hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh mọi người, kể cả thân quyến bà con của mình cũng thế. Cho giờ mình không có nghĩ, đừng có bao giờ nghĩ nữa là thầy này tốt thầy kia sai cái gì hết, mình sống cái tâm bình đẳng. Có nghĩa là mình cứ làm theo cái tâm của mình. Vâng, cái tâm còn như thế nào là nghiệp của duyên của họ, nghiệp của họ. Họ làm sai trái, nhưng mà mình vì mục đích của mình cúng dường là cúng dường Phật Pháp Tăng thôi, nhưng mà mình cũng ước nguyện cho những cái vị thầy đó đừng có như thế. Họ được tu sớm thành Phật để giúp cho mình nữa. Chứ nếu mà họ như thế thì mình còn lâu mới được họ giúp. Con có cái xem ở bên biệt ở bên Ấn Độ á, là còn có cái rất là giống như thầy á, là thầy gọi là đi theo cơ duyên đó hả thầy, ở bên Ấn Độ Phật Ngài Ca Diếp à? Thích Ca Mâu Ni thầy. Dạ đúng rồi, con học theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ vâng. Nhưng mà con hỏi thầy là con có biết thôi, tức là thầy là bên ngày xưa là cùng làm một người dân, một người biết điều chỉnh phải không thầy? Dạ. Con cũng làm bên ngành đất đai, đo đạc rồi cấp giấy, cấp sổ. Đi cũng mệt thầy ạ. Dạ đi này mệt nhưng mà nó vẫn khỏe hơn cái địa chính. Được cái mình học cái thiện nghiệp, cái thiện pháp mới làm đúng cái lời Phật dạy. Mục đích của thầy là cầu cho tất cả mọi người chúng sinh ai này đều hạnh phúc ấm no khỏe mạnh. Dạ rồi là được sớm đến con đường giác ngộ giải thoát, đều được hạnh phúc cả, đều vui vẻ, đều sống cuộc sống hòa bình, không có chiến tranh, không có thiếu thốn cái điều gì cả, lúc nào cũng được an lạc, sống thoải mái hạnh phúc ấy. Mục đích của thầy là đi là cái mục đích sống. Dạ mục đích sống của mình cầu quả vô thượng chánh đẳng giác, cầu quả trí tuệ, để nếu mà mình mà có cái mình mới có những cái điều đó thì mình mới chẳng hạn như giờ thầy đi thầy làm được giáo viên thầy mới dạy được người khác. Chứ giờ thầy chưa làm giáo viên mà một người dân bình thường á thì mình không có đủ công năng để mình giáo hóa dạy cho ai cả. Nhưng mà giờ con đi như thế này con cũng học được những cái này, chẳng hạn như là con cố gắng con bỏ được những cái tham sân si thì mới nói với người khác, là hướng dẫn cho người khác bỏ tham sân si được. Chứ giờ mình không làm được mình sao nói được. Giờ mình không hiểu biết cái gì đó mình nói họ không tin. Nhưng mà cái ước nguyện của mình á là nguyện có được cái công đức nào thì mình hồi hướng cho tất cả mọi người đều được hạnh phúc, đều được vui vẻ. Tại vì con đi là